Mình xin chào cả nhà. Bữa nay mình mua thịt về để mình làm lạp xưởng cho chị Mai nè. Thịt này thì mình mua, mình xay xong hết rồi nè. Mình để cho nó ráo, cho nó ráo nước thịt, cho thịt nó khô ráo mình làm nó mới ngon. Giờ mình mỡ thì mình sắc. Mỡ xay mình làm ăn lạp xưởng nó không có bằng mỡ sắc. Mỡ này mình sắc nhuyễn nhuyễn ra cho nó ngon. Mình ép đường vô mỡ để cho mỡ nó trong. Mình thịt mình để nó ráo rồi, mình ướp. Đây là tỏi khi. Mình muối. Tì. Này bột ngọt. Đường. Mình ấp xanh rồi, giờ mình ướp xanh đi. Mình làm một ký thịt mình làm có một ống ấp xanh nè. Có người thì làm hai ống, nhưng mà mình làm một ống thì thấy nó cũng thơm được rồi. Đây là rượu, rượu này là rượu gốc, rượu trắng. Mình có rượu mây quế lậu thì nước rượu mây quế lậu này thì theo khách. Có người thích rượu mây quế lậu, mình thì không thích, không thích cái mùi mây quế lậu, nên mình chọn được. Mình cho mỡ, mỡ vô lên, mỡ mình ướp nãy giờ nó trong mình. Nếu mà có nắng thì mình đem phơi nắng, còn này mình làm sớm trời không có nắng. Giờ mình cho ruột nó vô cái ống này là đặng mình dồn, mình cho miếng thịt vô vậy nè, đặng cho nó trơn cái ruột. Cái ruột này là ruột heo, mình ngâm rượu, mình gạo sạch ra, mình ngâm rượu để chừng nào khi nào dồn cái mình lấy rồi mình dồn nó tiện. Xưởng của mình khô rồi, giờ mình cắt ra từng cặp để cho mình vô bịch mình đóng gói lại. Xưởng mình có màu đỏ đẹp, mình muốn mà lạp xưởng mình màu đỏ đẹp đó, thì mình sẽ làm cho thật là kỹ cái giai đoạn đầu đó, là mình khi mà mình xay xong thì mình sẽ để vô cái rổ để cho nó ráo cái nước trong thịt nó ra, cho thịt cái nước đó, thịt nó ra nước nhiều đó thì lạp xưởng mình nó mới ngon.
giờ mình vô bịch, mỗi bịch là mình vô nửa ký. Hơn nửa ký rồi. Mình cần nửa ký rồi. Này sầu riêng chỉ sáu nè, sầu riêng cơm vàng ngon thiệt, ngon luôn. Này mình mua về để mình làm cho chị đem đi Mỹ nè. Cái mùa hè này thì mình ít có gửi khách, người ta về nước á rồi cái người ta đem đi ha. Nãy về cơm giờ mình gọt sơ bơ để mình xấy cho chị ở Sài Gòn, chị đem đi Mỹ nè. Vỏ sần về ngọt dữ lắm mấy chị, nó ngon ha, vỏ láng láng chứ nó không ngọt bằng cái vỏ sần. Này dễ lấy hộp hơn cái vú sữa. Vú sữa nó có cái bao, còn này nó không có cái bao. Nè là bài thiết thang nè, mình chuẩn bị dưa hồng để mình gửi cho chị Mai nè. 10 ký bột thiết thang, 10 ký luôn. Đây là bạc hà sấy 1 ký. Không có 1 ký, 8 tầm gram, thịt 13 tầm gram, 1 ký. Một bông thừa đũa, 2 ký bông thừa đũa. Này mình hút xuyên thông cái nó không có rút lại, còn nãy rút lại nó không có bị hì lên, nó cứng nhắc. Nhà chuối ép này là nhào thấy khô nè, bịch vô là có tí nè. Khô cá tích, 5 ký khô cá tích. Con này là bột màu lá dứa. Mình phơi cái nó gì nè, phơi cái nó tắm vậy, cái mình nhồi vô là nó ra màu lại. Để mình chín đồng lát cho nó để lột đi. Này là cá dứa nè. Miếng 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 miếng
5 ký. Này là tôm chà bông, này là tôm càng xanh nè. Tôm càng xanh thì cái màu nó lợt hơn cái, tại vì mình lấy giặt ra rồi á, lợt hơn cái màu này. Mình hút 2 túi này, mình hút 1 lớp nè. Này là tôm mặt thẻ, bịch gì là nửa ký, 1,5 ký tôm mặt thẻ, 1 ký tôm càng xanh. Chào cả nhà, mình giặt dừa. Đây là lạc xưởng. Lạc xưởng này thì mình làm lạc xưởng ít đường. Mình gọt ra để riêng ra cho nó hơi rộng. Đây là lạc xưởng bình thường. Đây là mãng cầu, là 4 ký mãng cầu, này là 8 bịch để mình gửi cho chị ở Sài Gòn, chị đem về Mỹ nè. Thì mình nhờ cái thùng mãng cầu này á, là mãng cầu không có ướt gì hết, mãng cầu để nguyên. Nguyên cái chất vị mãng cầu luôn. Một ký mít, mít thiệt là ngon luôn. Mít vàng tươi luôn, miếng mít này muối thì chảng thôi. 1 ký mít 2 bịch, 1 ký sầu riêng 2 bịch. Cái sô bô này ngọt mà nó thơm, nó ngon nữa. Đây là nửa ký xoài. Nửa xoài này thì mình tặng cho chị à, mình xong đồ cho chị xong hết rồi à, mình cảm ơn chị rất là nhiều à, để mua đồ ủng hộ của mình à, mình xin kính chúc chị và gia đình à, luôn luôn vui vẻ, dồi dào sức khỏe, dồi dào sự bình an. Mình cảm ơn chị rất là nhiều ạ.